Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà mua nick như thế nào nha. Thế thì đầu tiên anh em là vào cái kênh YouTube của mình AK47 Channel. Anh em nhấp vô bất kỳ một cái video nào trên kênh của mình cũng được. Sau rồi anh em bấm vào phần hiện thêm. Thì nó có để là link Facebook buôn bán, anh em nhấp vào đường link này thì nó sẽ tự động chuyển anh em tới cái trang cá nhân chính Facebook của mình. Thế thì ở trên trang cá nhân này mình có đăng rất là nhiều nick liên quân cho anh em vào tha hồ mà lựa chọn. Thế thì anh em cứ kéo xuống thì ở trên đây mình có treo rất là nhiều cái nick liên quân. Anh em mà ưng nick nào thì cứ inbox cho mình, nhắn tin trực tiếp cho mình, báo mã số thì mình sẽ chốt giá cho anh em. Ok, thì ở đây mình có cái group nhỏ tạo ra cho anh em vào giao lưu, buôn bán, trao đổi vật phẩm, nick các kiểu. Nhưng mà anh em vào anh em nhớ chắc là quản trị viên với kiểm soát viên giao dịch để tránh bị lừa đảo nha. Thì anh em muốn vào đường link group mình có để phần mô tả. Hello, xin chào anh em quay trở lại kênh AK47 Channel. Thì clip ngày hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách đăng xuất nick liên quân Garena ra khỏi các thiết bị khác. Ok, thì bây giờ anh em vào ứng dụng phần mềm Cốc Cốc hoặc là Google Chrome thì cũng được. Anh em vào đi, xong rồi anh em gõ cho mình là hỗ trợ Garena. Anh em cứ bấm hỗ trợ Garena là nó sẽ tự động ra thôi, không cần phải viết đúng link hay là đúng tên gì cả, cứ viết hỗ trợ Garena. Đây rồi, em nhấp vào tìm kiếm. Đây, như anh em thấy là cái kết quả trung tâm hỗ trợ Garena em nhấp vào. Đây là trang hỗ trợ của Garena thật chứ không phải là đường link và kè lấy nick của anh em gì đâu, nên em không phải lo. Tiếp theo đó là anh em nhấp vào phần đăng nhập cho mình. Anh em nhập cái nick mà anh em cần kích chủ, cần đăng xuất ra khỏi máy khác. Giờ mình sẽ test thử một cái nick của mình, đó là Hồ Hoàng Phong. Đây, bây giờ mình sẽ đăng nhập. Ok, thì sau khi mà anh em đăng nhập xong thì phía bên trên góc phải màn hình thì nó sẽ hiện lên tài khoản của anh em. Và anh em nhấp vào phần hỗ trợ game, chọn cái game mà anh em muốn đăng xuất. Ở đây thì mình là Liên Quân nên mình sẽ chọn vào biểu tượng Liên Quân Mobile. Bây giờ nó sẽ hiện ra những cái mà nó sẽ hỗ trợ cho anh em, đây như là lỗi game hay là tính năng đặc biệt, kiểu mất vật phẩm hay sao đấy. Thì riêng mình hôm nay mình sẽ chỉ anh em kích chủ, anh sẽ bấm vào tài khoản game và một tài khoản nó bị hack. Ở đây thì anh em thấy bước 1 không? Đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị, anh em bấm vào tại đây. Thì nếu mà nó xuất hiện như thế này á, thì có nghĩa là cái tài khoản này nó đã được kích chủ rồi và anh em chỉ được thực hiện 7 ngày một lần thôi để Garena nó tránh spam. Nếu như mà anh em kích chủ như thế này rồi mà nó chưa văng ra, nó vẫn còn dính ở trên máy thì anh em nhấp vào để gửi đơn hỗ trợ. Ok, thì nếu như mà cái phần gửi đơn này anh em mà có hỏi mình yêu cầu nhiều quá thì mình sẽ làm tiếp hướng dẫn anh em gửi đơn hỗ trợ sao cho được Garena phản hồi và giải quyết nhanh nhất. Thì để bây giờ mình sẽ tìm một cái nick khác để hướng dẫn anh em cái cách kích chủ nhanh. Anh em đợi một xíu để mình tìm nick. Tại vì mình nhập nick về bán cho nên là nick nào cũng phải kích chủ với đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cho khách đó mình nè. Cho nên là nick nào cũng kích chủ rồi. Bây giờ không biết nick nào chưa kích chủ để test cho anh em xem thử. Thì mình sẽ tìm lục trong mấy cái nick mới nhập về sáng nay thử xem còn nick nào chưa kích chủ hay không để hướng dẫn anh em. À, thì qua đây rồi, có rồi nha anh em chờ mình đăng nhập nha. Nick này là vừa nhập lúc nãy 2 tiếng trước, là mình chỉ mới vào chat nick và đổi mật khẩu thôi, chưa kích chủ luôn. Bây giờ là sẵn tiện làm video cho anh em sẵn kích chủ luôn. Đấy, thì anh em đăng nhập vào, bấm vào hỗ trợ game, chọn Garena như bình thường thôi. Đây, bấm vào tài khoản bị hack, cứ thao tác như mình chỉ, bấm vào mục kích chủ, đăng xuất ra tất cả các nick tại đây. Đây anh em bước 1, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị anh em chọn tại đây và chưa nick chưa đăng xuất nó sẽ hiện như thế này. Anh nhấp vào đăng xuất và như thế là nó sẽ đăng xuất ra tất cả các máy. Ok, thì video mình đến đây cũng hết rồi. Chúc anh em xem video vui vẻ và kích chủ được thành công, bảo vệ được an toàn cho tài khoản của mình.